Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Tiếp theo những video về bình xịt điện, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một dòng bình xịt điện mới đến từ Z Kubota. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem chiếc máy này như thế nào nhé. Tôi sẽ khui thùng để xem bên trong có những phụ kiện gì. Khi khui thùng ra thì ta sẽ có đây là ống dẫn nước. Và đây là thân máy, phụ kiện sẽ ở bên trong thùng máy. Chúng ta có lọc rác, dây đeo lưng, adapter sạc bình ắc quy, tay cầm van bi, bộ bếp xịt. Dây dẫn nước. Đây là bình chứa của máy Z Kubota. Bình chứa này có dung tích là 20 lít. Máy sử dụng ắc quy 12V 12Ah. Có công suất là 0.5 đến 1.4 MVA. Lưu lượng nước là từ 1.5 đến 2.4 lít trên phút. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp ráp và sử dụng chiếc máy Z Kubota này. Đầu tiên thì ta sẽ lắp dây dẫn nước vào trong thân máy. Tiếp theo thì ta sẽ lắp tay cầm van bi. Lắp cần nối vào trong tay cầm. Cần nối có thể kéo dài hoặc thu ngắn tùy theo mục đích sử dụng của các bạn. Cuối cùng là ta sẽ lắp các loại bếp xịt khác nhau. Ở đây tôi sẽ lắp bếp và hoa sen cho các bạn xem. Như vậy là tôi đã lắp xong dây dẫn, tay cầm, cần nối và bếp xịt. Tiếp đến thì tôi sẽ lắp dây đeo lưng vào trong thân máy. Đây là hai dây đeo lưng. Đầu tiên thì ta sẽ lắp để đeo vào trong dây đeo.
sau đó ta sẽ lắp dây đeo lưng vào trong thân máy. Gài móc khóa vào phía dưới. Bây giờ là chúng ta sẽ coi công tắc mở và chỗ cắm sạc adapter. Đối với dòng Z Quota này sẽ có hai bơm, hai công tắc. Các bạn có thể sử dụng một trong hai hoặc là cùng lúc cả hai cái đều được. Đây là công tắc thứ nhất. Khi các bạn bật thì đèn ở phía trước sẽ bật sáng. Hoặc là các bạn có thể mở cùng lúc hai công tắc. Còn đây là nấm điều khiển tốc độ phun của máy, các bạn có thể mở to hoặc nhỏ. Cuối cùng là chỗ cắm jack của adapter. Bây giờ tôi sẽ đeo lên lưng cho các bạn xem hình ảnh thực tế. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong một dòng sản phẩm của VinCTN, đó là máy Z Kubota 2B. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp cửa hàng tại 354 Bình Long, phường Phú Thuận Hòa, quận Tân Phú để xem và trải nghiệm các sản phẩm của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.